Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh YouTube Bác Sơn Beatbox. Thì hiện tại chơi kawaii một khoảng một tuần hơn thì Sơn cũng kiếm được khoảng 100 mấy đô rồi. Hôm nay ở video này Sơn sẽ hướng dẫn các bạn rút tiền nha, trực tiếp về ngân hàng, đơn giản, nhanh, gọn, lẹ. Đây, ở trên là tên của mình điền bao gồm là chữ lót và cái tên của mình, ví dụ như Đỗ Bá Sơn, vì các bạn điền chữ Bá Sơn nha, viết in hoa không dấu nha, còn họ điền chữ Đỗ thôi. Còn số tài khoản này có nghĩa là số tài khoản ngân hàng của mình, số tài khoản ngân hàng nha. Ví dụ như các bạn có ngân hàng Đông Á thì các bạn ghi số đó ngân hàng Đông Á vô. Còn cái ID lúc nãy lưu ý nha, ID cái đó là số chứng minh nhân dân nha các bạn. Địa chỉ đường phố mình điền theo chứng minh nhân dân luôn nha. Mình ở ấp 4 Mỹ Phú nè, Thủ Thừa, Long An ha. Và ở dưới đây là tên tài khoản ngân hàng, có nghĩa là tên của mình đấy, tên của chủ tài khoản. Ví dụ như các bạn tên là Đỗ Bá Sơn, mình tên là Đỗ Bá Sơn, mình điền là Đỗ Bá Sơn nha, cũng là viết in hoa không dấu Đỗ Bá Sơn. Lưu ý cái ID là cái chứng minh nhân dân của mình nha các bạn, số chứng minh nhân dân á, tên ngân hàng. Và đây là ngân hàng Đông Á, Sơn đang xài ngân hàng Đông Á thì mình ghi ngân hàng Đông Á nha. Loại hình chủ thể các bạn cứ để cá nhân cho mình nha. Thành phố thì ví dụ các bạn ở thành phố Biên Hòa các bạn ghi là Biên Hòa, mình đang ở Hồ Chí Minh thì mình ghi là Hồ Chí Minh. Swiss code, Swiss code là có nghĩa là mã ngân hàng á, thì các bạn chỉ cần lên Google đây, các bạn lên Google các bạn gõ ra Swiss code, ví dụ mình đang xài Đông Á đi, Swiss code ngân hàng ở đây Đông mình Á, chỉ có 10 đô thôi các bạn nhập vô ha. Mình rồi, ở thành phố nào thì mình điền thành phố đó. Đã thành công rồi, bây giờ chỉ việc đợi thôi. Rồi các bạn thấy hay mình nhớ subscribe, like và chia sẻ video nha. Đây thành phố nè, mình viết Hồ Chí Minh nè. Rồi bây giờ mình chỉ việc đợi thôi nha. Hiện tại thì kawaii mình chơi khoảng hơn một tuần là mình kiếm được 100 mấy đô rồi. Tại vì mình không có thời gian chơi, mình bỏ cũng khoảng mấy tháng rồi, thì hiện tại mình chơi lại thì thấy nó ít tương tác hơn. Đây rồi, thế là đầy đủ thông tin đơn giản nha. Lưu ý là các ID nhiều bạn không biết á, có nghĩa là số chứng minh nhân dân nha, tên ngân hàng có nghĩa là tên của mình đấy. Rồi chỗ này nó có hai chỗ rút luôn nha, rút tiền tới Bobon thì lâu hơn, rút tiền tài khoản ngân hàng thì nó nhanh hơn. Rồi chỉ cần các bạn đợi thôi, hình như là khoảng 3 ngày đấy, 3 ngày hay là 5 ngày quên mất rồi. Còn có nhiều bài trên mạng mình thấy chỉ có 1 ngày thôi, nhưng mà mình đây lần đầu mình rút, mình chia sẻ cho các bạn luôn nha. Đây, số tiền tối đa được rút hình như là khoảng 20 đô trở lên đấy, tùy vào bạn rút ngân hàng hay là Bobon đó. Rồi thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại nha, nhớ like, subscribe nha, bye bye.